Xin chào mọi người, lại một chiếc Mazda rất là nhỏ nhắn nữa. Chiếc Mazda này là Karo model KBDA 1962. Ok, mình cùng review chiếc Mazda này nhé. Rồi, đầu tiên check thông tin của xe nhé. Mazda Karo model KBDA 1962. Dài gần 3m, rộng 1m2, gần 1m3. Nói chung dài rộng là cao là nó bằng nhau nè, khoảng 29 với 1m3 nè, 358. Cửa khối. Xe này rất là nhỏ gọn ha. Carol ha. Carol. Kiểu dáng rất là nhỏ gọn. Đuôi chiếc Mazda là đẹp quá mọi người. Rồi, bấm. Rồi. Mở cửa sau ha. Mở cửa trước. Phần bên trong xe. Xe này là 4 chỗ ha. Gạt nước. Rất là hay, nhỏ nhắn. Thì cảm ơn mọi người nãy giờ đã theo dõi nha. Đối với những anh em lần đầu tới với kênh thì hãy nhấn nút đăng ký và nút rung chuông để theo dõi những tin tức thú vị về xe nhé. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại những chương trình sau sẽ thú vị dành cho các anh em. Ok, xin chào.